đã có một số những sự trao đổi, một số những cuộc trao đổi viễn liên cũng như là trên mạng truyền thông công khai. Những suy nghĩ tiêu cực và tích cực liên quan đến sự kiện người phụ nữ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một số những trao đổi có vẻ tiêu cực, thậm chí là từ một vị lãnh đạo tinh thần, từ một vị tăng lữ, một vị thầy của giáo hội Phật giáo tại Việt Nam. Tôi không biết rằng vị sư này là của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tức là rất ít ỏi tại Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là rất ít ỏi tại Việt Nam. Hay là vị sư này là vị sư thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam không có chữ thống nhất, tức là giáo hội do nhà nước điều hành, do nhà nước Cộng sản quản lý và điều hành. Thưa các anh chị em, một số những trao đổi, một số những suy nghĩ có vẻ là tiêu cực, và đâu đó có một luồng suy nghĩ cho rằng đó là một động thái đấu tranh để được đi Mỹ. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ trao đổi với nhau rằng phải lâm vào trong cái tình trạng đó, cái tình trạng tù đầy của những người như mẹ nấm, tức là blogger mẹ nấm, cái nick là mẹ nấm. Tôi là một người từng bị tù, từng đi từ hải ngoại về Việt Nam, tham gia vào một số những hành động tích cực để tìm một giải pháp thật sự tốt đẹp cho xứ sở, thì tôi đã bị bắt và một phiên tòa đã xảy ra năm 1993. Phiên tòa ấy hơn 10 người từ nước ngoài có mặt, tức là những người Việt mang quốc tịch nước ngoài hoặc là mang thẻ xanh tại Mỹ đã về Việt Nam tham gia vào một cái kế hoạch biểu tình và có tính cách là đảo chính tháng 3, dự trù là tháng 3 năm 1993. Thì từ cái sự bị bắt như vậy, từ cái sự bị giam cầm như vậy, ít hay nhiều, tôi nghĩ rằng tôi có thể chia sẻ được với các anh chị em để chúng ta thấy ra được những điều tôi coi là những điều ẩn giấu phía sau, những điều mà ít người nhìn thấy. Trở lại chuyện của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tôi không nghĩ rằng những người như cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là bước chân vào trong đội ngũ đấu tranh để được đi Mỹ. Tôi có làm việc với cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh khá đặc biệt. Thậm chí giữa tôi và cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã có những lúc cãi nhau. Đã có những lúc rất là căng thẳng với nhau. Và tôi quý cái tính cách đó, cái tính cách của những người tôi gọi là bướng đó. Nhưng mà bướng là bướng có lý, tức là bướng hữu lý và biết nhìn nhận, biết lắng nghe và biết khiêm tốn, nhận những sự chưa đúng của mình. Tôi nghĩ những cái tính cách như vậy đó, đó là những tính cách căn bản của những người đi đường xa, đi được đường xa trong cái công trình mà tôi gọi là công trình cách mạng cho sự tự do, công trình cách mạng về nhân quyền của Việt Nam. Đức tính khiêm tốn đó, đức tính chịu đựng đó, tôi tìm thấy được
ở blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và tôi coi đó như là một người, tôi coi cô Quỳnh như một người đồng sự, một người anh em, một người đồng đội. Và cũng từ những sinh hoạt với chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tôi hiểu được là cái chuyện mà để được đi Mỹ đó, nó không có trong cái suy nghĩ của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có cái suy nghĩ rằng nếu có bị tù đó, thì cùng lắm nó cũng là 4-5 năm rồi sẽ ra. 4-5 năm rồi sẽ ra, có thể nó rơi vào cái tình trạng là đất nước đã có sự thay đổi để cho cô Quỳnh bước từ trong nhà từ nhà tù bước ra với một thái độ đĩnh đạc. Nhưng tôi nghĩ thôi, tôi nghĩ rằng cô Quỳnh đã không lường được sự tàn khốc của chế độ nhà tù tại Việt Nam. Không lường được cái chuyện là những người cộng sản Việt Nam họ sẽ tìm đủ mọi cách để bứng cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh khỏi đất nước Việt Nam, khỏi nhà tù, khỏi đất nước. Muốn bứng cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh rời khỏi Việt Nam, tống xuất đi đó, thì không có một cái lý do gì mà khơi khơi có thể tống xuất được cô Quỳnh cả. Cho nên họ phải dựng ra một cái vụ án. Một cái vụ án nó đầy sự tăm tối. Và kết án, sự kết án cũng hết sức là nặng nề. Xin lỗi các anh chị em, có một người vừa mới báo trên màn hình là có sự bất thường nào đó trên màn hình. Xin các anh chị em có mặt trên màn hình xin báo dùm rằng âm thanh có được hay không. Tôi thì tôi nhìn thấy được hình ảnh nhưng mà nhìn thấy còn măng thì không nhìn được. Tại vì mắt tôi đã yếu rồi. Bây giờ nó lại bị ngược sáng nữa. Các anh chị em có nghe được không ạ? Ok, dạ vâng, vậy thì tôi lại tiếp tục. Vâng, tôi nghĩ rằng có lẽ thôi, sau này đó sẽ có những cái cuộc nói chuyện, sẽ có những cuộc phỏng vấn với cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thì tôi nghĩ rằng những cái cuộc phỏng vấn đó nó sẽ đem lại cho chúng ta được những sự ích lợi. Vì chính cô Quỳnh sẽ nói ra những cảm xúc của mình, những suy nghĩ của mình khi mà mình bị bắt vào tù nó ra sao. Thì tôi đứng ở cái vị trí của một người đàn ông và là một người ở nước ngoài đã từng vào tù. Vào Việt Nam tôi cố gắng giữ tư thế của một người không mang quốc tịch. Vì khi mà giữ, tôi nghĩ như vậy, khi mà mình giữ cái tư thế là người không mang quốc tịch nước ngoài đó, thì nhà cầm quyền họ sẽ đối xử với tôi như đồng đẳng, như những anh chị em tại nội địa. Tôi cần biết điều đó. Tôi cần có một cái quy chế như vậy để tôi hiểu được anh em hoạt động tại trong nước, tại nội địa, họ bị đối xử như thế nào. Thậm chí suốt thời gian gọi là giam tại B34 để điều tra đó, nó là một sự khó khăn đối với tôi nghĩ là đối với tất cả mọi người. Khi mà đang sống tại hải ngoại, đang ăn uống phủ phê, đang no đủ, đang béo tốt, đùng một cái rớt vào trong bối cảnh nhà tù và chúng ta có được quyền chọn lựa 3 mức ăn. Tức là tiêu chuẩn 3 mức ăn. Tiêu chuẩn cao nhất là, dĩ nhiên chọn như vậy là phải trả tiền. Tiêu chuẩn cao nhất lúc bấy giờ, tức là năm 1993, là một ngày là hơn 5.000, khoảng 5.500 cho một một người, cho một ngày ăn. Thì bữa ăn đó là bữa ăn có đầy đủ cơm, có đồ xào và có đồ kho, tức là cơm 3 bữa, sáng có phở hoặc là bún, và bữa cơm là có 3 món. Những người đóng góp tiền, tức là đóng tiền, gia đình đóng tiền cho người tù để nhận tiêu chuẩn thứ hai đó, tiêu chuẩn phần ăn, tức là phần ăn của tiêu chuẩn thứ hai đó, thì đóng 2.500. Đóng 2.500 thì là sáng không có phở, sáng không có
không có bún, chỉ có mì gói, nước sôi và mì gói. Bữa ăn thì là hai bữa ăn trong ngày đó là có đồ kho và canh, tức là hai món, không có xào. Cái phần cuối cùng là phần tức là phần con bà Phước, không có gia đình không có đóng được đó, thì được hai chén cơm một bữa ăn, một ngày có hai bữa ăn, mỗi bữa ăn được hai chén cơm. Và mỗi một bữa ăn như vậy đó, người tù có được một con cá, một con cá cỡ bằng hai ngón tay, một hoặc hai con, thường là cá chuồn, thường là cá chuồn. Đó là tiêu chuẩn phần ăn của những người không có thân nhân thăm nuôi, không có đóng tiền. Thì tôi nhận cái phần thứ ba đó để muốn rằng mình hiểu được cái cảm giác của người tù nội địa nó ra sao. Thì cái tiêu chuẩn phần ăn như vậy đó, so khi mà ra ngoài trại chung và đặc biệt khi ra ngoài miền Bắc thì nó khác hẳn, nó khác một trời một vực. Tôi thì tôi không bị giam điều tra ở ngoài miền Bắc, nhưng khi mà chúng tôi làm cuộc nổi dậy biểu tình ngay trong nhà tù tại Phú Yên, trại 20 đó, thì sau cuộc biểu tình đó, đó, biểu tình đòi nhân quyền tại nhà tù 20 Phú Yên, thì chúng tôi bị đẩy ra ngoài trại mà mới hôm nay hôm qua cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã rời khỏi cái trại tù đó, tức là trại tù Lý Bá Sư. Ngày hôm nay họ gọi là trại 5, tức là trại giam trung ương số 5, trại trung ương 5. Người dân bình dân của vùng Thanh Hóa thì gọi cái trại đó hình như là trại Kiễu, không biết trại Kiễu hay trại Cầu Kiễu, là một cái trại gọi là trại khét tiếng. Đây là một cái trại đã thành một tác phẩm của miền Nam và được giải thưởng, tức là tác phẩm Trại Đầm Đùn, tôi nhớ không lầm là của tác giả Nguyễn Văn Thái. Thì chúng ta nhắc lại với nhau về những chuyện tù đầy như thế đó, để chúng ta thấy rằng chắc chắn, đối với suy nghĩ của tôi, chắc chắn cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng khi mà mình bị tù thì mình sẽ bị đem ra ngoài Thanh Hóa và để ở một cái trại tù khét tiếng. Một cái trại tù mà năm 1994, tháng 11, khi bản thân tôi, 10 người bị đẩy ra ngoài ngoài cái trại đó, đó trại 5 đó, là một cái trại họ kỷ niệm 50 năm cầm cờ đầu của lực lượng vũ trang toàn quốc. Cầm cờ tiên tiến, cầm tờ đầu, cầm cờ đầu 50 năm liền của lực lượng vũ trang nhân dân. Nhắc với các bạn, nhắc với các anh điều đó để thấy rằng đó là một cái trại không đùa, một trại tù không đùa. Và để mà đi thăm nuôi từ ở trong miền Nam, thí dụ Nha Trang nhỉ, mẹ của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, của cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đi là khoảng 1.300 cây số. 1.300 cây số đối với thời điểm này, khi có các anh, các chị, các em ở hải ngoại gom góp về để cho một bà già tay xách nách mang đi thăm nuôi con gái của mình, và mỗi lần đi chắc chắn là không phải lần nào cũng đeo theo, cõng theo được một đứa cháu. Trong khi cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là có hai đứa con còn thơ, hai đứa con còn trẻ. Và người mẹ nào thì cũng muốn nhìn thấy mặt con của mình. Có lẽ là cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cố hình dung rằng khi mà cô bị bắt,
cô bị giam, cô bị ra tòa và cô bị giam thì cô cùng lắm là chỉ bị giam cầm tại tại Nha Trang thôi, tức là ở gần nhà của cô ấy. Cô nghĩ rằng không ai có thể nhẫn tâm để mà đẩy cô ấy, đi cách xa khỏi con của cô ấy, cách xa khỏi hai đứa con của cô ấy cả 1.300 cây số, 1.400 cây số, mà đi vào đường rừng hết sức là khó khăn để mới vào tới được trại Thanh Hóa. Tức là từ Thanh Hóa, từ thủ đô của Thanh Hóa mà vào tới trong trại năm đó, nó không đùa, nó hoàn toàn nó không đùa. Không biết là bây giờ ra sao, nhưng mà cái thời của chúng tôi đi là phải qua hai cái phà. Lúc đó gọi là phà. Một, tức là nó là một điều gì đó rất là khó hình dung cho các anh chị em ngày hôm nay. Tức là chúng tôi như những người Trung Cổ. Chúng tôi đi qua phà ban đêm và tay thì còng xích vào với nhau. Chân thì cùm xuống một cái cùm suốt, cứ ba người một cái cùm. Và cùm xuống chân xuống sàn xe hoặc là xuống những cái ghế của xe. 10 người chúng tôi như vậy, trong đêm 11 giờ đêm đi xuống một cái phà. Và một cái phà đó nó hết sức là khủng khiếp. Phà người ta còn bằng kéo bằng cái tời, tức là bằng cái tời để kéo, tức là cái máy bạch chỉ đủ để giữ thăng bằng mà thôi. Còn đi sang từ bên này sông sang bên kia sông, nó có một sợi cáp và người ta tời. Trong đêm như vậy, cái phà tôi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, và chắc chắn là cho tới cuối đời trên thế giới tôi sẽ không nhìn thấy được một cái phà nào nó giống như cái phà ở Thanh Hóa để đi vào trại tù, trại giam số 5. Tôi nhớ là có 4 chiếc xe. Xe tù của chúng tôi và hai xe áp giải cộng với một cái chiếc xe hàng nữa là chồng chành trên cái phà đó và sát mí nước, tức là mép 4 xe là vừa đủ cho cái con phà đó tời dây từ bên này qua bên kia. Lúc đó là bản thân của tôi không nghĩ rằng, tại vì tôi mạng thổ và tôi tập bơi rất nhiều mà không hiểu vì sao tôi không có bơi được, vì chết đuối, gần như chết đuối hụt mấy lần, không có biết bơi. Thậm chí hồi nhỏ là cho gọi là chuồn chuồn cắn rốn, muốn nát bét rốn vẫn không bơi được. Cho nên hết sức là ngại cái chuyện là chưa bao giờ tôi hình dung rằng tôi sẽ chết trong một cái trạng thái như vậy. Tức là tay thì cùm và chân, tay thì còng vào với nhau và chân thì cùm xuống dưới sàn xe như vậy. Những người áp giải họ không ai họ dám ngồi yên trên xe cả. Cái người tài xế, tôi nhớ người tài xế là người Tuy Hòa, người tài xế là dân sự, được coi là người gọi là tay lái lụa, tay lái giỏi nhất của Tuy Hòa. Thì khi mà những người áp giải đã nhảy hết xuống xe rồi, không ai dám ngồi trên xe nữa, thì cái người tài xế mới quay lại và người tài xế đó chắp tay vái chúng tôi. Ông ấy nói rằng em không có liên quan gì đến cái chuyện đưa các anh ra ngoài này cả. Em là họ yêu cầu em phải lái xe, và em không hề biết rằng là em lái cái xe như thế này. Cho nên các anh có mệnh hệ gì xin đừng chấp em. Và ông vái chúng tôi. 10 người lúc đó là coi như là mình tiêu rồi. Và cái chết đó nếu nó xảy ra thì đối với tôi nó là kinh hoàng, bởi vì một cái đứa sợ nước chết chìm mà tay chân như vậy thì hoảng vô cùng. Nhắc những cái chuyện đó với các anh chị em để thấy rằng cái trại gọi là trại Lý Bá Sư được xây dựng từ những năm 1947 nó khủng khiếp như thế nào. Và một người đàn bà
chân yếu tay mềm, cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã phải còng cùm từ miền Nam để ra tới trại tù đó. Người miền Nam đi ra miền Bắc nó đã là một sự khủng hoảng rồi. Khủng hoảng về tâm lý. Điều này ở những người miền Bắc không cảm giác như người miền Nam. Hầu hết những người miền Nam mà bị tù về chính trị đó, thì xe, khi mà xe chạy qua cầu Bến Hải là cảm giác hết sức rõ rệt là đang đi vào đất địch. Tôi nhớ lúc chúng tôi xe áp giải hụ còi và chạy qua cầu Bến Hải, sau đó là xe chúng tôi đi theo đó là chỉ một cái cầu thôi, mà bên này cầu với bên kia cầu nó khác hẳn. Bên này cầu sông Bến Hải, chúng tôi không thấy bất kỳ một cái ngón cối nào cả. Ở trên đường chúng tôi vẫn thấy được những tà áo dài, chúng tôi vẫn thấy được những sự thướt tha của các phụ nữ, các người phụ nữ. Hy vọng rằng bây giờ nó đã khác đi rất nhiều rồi. Nhưng năm 1994 tháng 11, khi chúng tôi xe qua bên cầu Bến Hải, qua sông Bến Hải, một cái tầm nhìn của chúng tôi là hoảng hốt. Bởi vì quá nhiều người đội nón cối, quá nhiều người đội mũ cối, mà chúng tôi gọi là nón cứt trâu, tức là đội bãi cứt trâu trên đầu. Lúc bây giờ anh, một vị cựu sĩ quan của nhà kỹ thuật, tức là bên biệt kích, là anh Lê Thiện Quang. Anh Lê Thiện Quang anh nhìn tôi, anh nói xin lỗi các anh chị em, kêu đủ mẹ vào đất địch rồi. Mà quả thực cái câu của anh nói nó đúng hoàn toàn với tâm trạng của tôi lúc đó suy nghĩ. Đó là về vấn đề xã hội. Chúng ta đi ngoài đường, từ cầu sông Bến Hải, bên này sông Bến Hải và bên kia sông Bến Hải, nó đã khác nhau vời vợi rồi. Về xã hội, về cái môi trường xã hội, bối cảnh xã hội bên ngoài. Nhưng vào trong tù thì nó lại còn khác hơn nữa, nó khác sâu sắc hơn nữa. Những người tù chính trị tại miền Nam, ở bất kỳ một trại nào, đều được tôn trọng bởi những người... bởi những người tù hình sự. Những người tù hình sự luôn luôn dành một sự tôn trọng nhất định cho những người bị án chính trị. Dĩ nhiên chúng ta nói với nhau ở đây là án chính trị, chứ còn chế độ cộng sản họ không coi là có một cái án gọi là án chính trị. Tất tần tật họ coi là hình sự hết. Nhưng giữa những người tù với những người tù ở trong miền Nam, những anh em tù hình sự luôn luôn tôn trọng những người tù vì lý do gọi là phản động, được trân trọng, nếu không muốn nói là được nuôi nấng. Bởi vì bản thân tôi, khi tôi bị cùm trong nhà cùm của trại A20 Xuân Phước, thì không phải là những anh em tù chính trị vượt hàng rào vào để tạt nước vào cho tôi, tức là tạt nước xuống nền. Tại lúc đó là tôi gọi là tuyệt thực ở trong buồng cùm như vậy, đó là không có nước. Thời kỳ đó là tuyệt thực là không có nước. Và một số những, tức là vị nhân nào đó mới đây có nói rằng là đã từng tuyệt thực mười mấy ngày không có nước. Thì tôi nếu gặp được trước mặt thì tôi xin vái, tôi xin lạy. Đó là vị nhân. Đối với tôi 6 ngày không có nước là tôi thấy ông bà ông vải rồi, là muốn, tức là cùng cực rồi, chịu không nổi. 6 ngày không có nước là thấy thiên đàng. Thì nhảy vào trong buồng cùm, những khu buồng cùm như vậy nó qua nhiều hàng rào, là chính những người hình sự, những người chẳng quen biết gì tôi cả, là họ nhảy vào để tạt cho tôi một ca nước. Tức là 1-2 giờ đêm họ vào thì họ tạt nước, là tạt nước xuống cái khe hở của cái cửa để tạt vào bên trong như vậy. Tức là dĩ nhiên họ phải canh gác, họ phải coi rất là cẩn thận cái đội đi tuần. Họ vừa mới tuần qua đi vòng đi tuần tra qua khỏi cái khu vực của chúng tôi là họ leo rào vào liền,
và họ tạt một cái, tức là khoảng nửa xô nước, tức là khoảng 5 lít nước tạt tối đa vào, thì lúc đó là tôi nhấp nhấp tay được một chút xíu, tức là nhấp nhấp tay xuống dưới nền, và dĩ nhiên là nền rất bẩn. Đó, người hình sự, người tù hình sự, họ quyến luyến, họ săn sóc những người tù chính trị như vậy. Trong khi khi mà đi ra ngoài miền Bắc nó hoàn toàn khác hẳn. Chưa bao giờ chúng tôi hình dung rằng những người tù chính trị trong Nam bị tù hình sự đù cha đéo mẹ. Chưa bao giờ. Đù cha mày, đù má mày, đù mẹ mày tuyệt đối không bao giờ có. Nhưng khi tôi ra tới ngoài trại, tức là 4 giờ sáng, đứng xếp hàng trước một cái cửa của một cái khu tù, một cái nhà, một cái buồng tù đó, để đi vào, đó là cái câu để mà đón chúng tôi đó, là một chàng địt mẹ từ ở trong buồng tù vọng ra, cái địt mẹ, cái thằng cao nhất nó vào là tẩn cho nó một trận, tức là để đón chào những người tù chúng tôi từ trong Nam ra là được đón chào bằng những câu địt mẹ một cách hết sức sỗ sàng như thế. Từ cái chuyện đó, để muốn trình bày với các anh chị em rằng khi bản thân tôi nghe tin rằng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị đưa ra trại giam số 5 là tôi nói là tôi hỡi ôi rồi. Tôi nói là cô Quỳnh có bướng đến đâu đi nữa cũng sẽ phải chịu thua thôi, cũng sẽ phải chấp nhận cái giải pháp mà họ muốn. Mà giải pháp của họ muốn là gì? Tống xuất, đuổi cô Quỳnh ra khỏi đất nước. Thì cái chuyện của cô Quỳnh khi bị ra ngoài cái trại khủng khiếp đó, đối diện với cái ý đồ của Trung ương, đây tôi không nói là ban giám thị nhé. Ban giám thị của trại giam số 5 đó, tức là trại ngày xưa gọi là Đầm Đùn, là Lý Bá Sư đó. Đối với tôi đó là một cái ban giám thị họ cứng rắn nhất, tức là họ một cái ban giám thị nó sắt, tức là nó sắt máu đó. Tôi đã đi qua nhiều nhà tù và chưa nhà tù nào tôi thấy cái mức độ, cái trình độ sắt máu của những người lãnh đạo, tức là ban giám thị, như bằng với trại giam số 5. Thì khi mà Trung ương đặt một cái yêu cầu cho những người giám thị ở trại giam số 5 là bằng mọi cách làm thế nào đấy để cho con bé này nó chịu không được, để cho con bé này nó tẩn, để cho con bé này nó sợ, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều những thủ đoạn để làm cho cô Quỳnh không thể nào chịu đựng được đời sống ở nhà tù tại Việt Nam nói chung và tại Thanh Hóa nói riêng. Cái người đặc trách về chính trị của cái trại tù đó là một người tôi biết rất rõ, là một người đã từng đối diện với tôi và thậm chí gần như là đánh nhau, hai thằng đánh nhau. Mà tức là ông ta mặc quân phục, đội mũ, tôi thì trong buồng cùm mới ra và cách nhau, tức là làm việc trong một cái gian nhà gọi nhà trực của cổng trại. Thì ở bên ngoài cái cửa đó là có hai người quân đội, tức là hai người gọi là lực lượng vũ trang đó, hai người vũ trang súng dài, tức là quản chế ngồi ở bên ngoài để canh gác cho bà, để mà bảo vệ an ninh cho ông ta khi làm việc với tôi. Mà nó đã xảy ra cái chuyện là ông ta phải hét lên gọi bảo vệ thì bảo vệ họ nổ súng ngay. Mà ở trong tù, trong cái nhà tù đó mà nổ súng đó, là khủng khiếp vô cùng, là tất cả 3-4 ngàn tù sẽ phải tập trung tức khắc, đang làm gì thì làm, phải tập trung tức khắc, phải điểm danh tức khắc và vào trại ngay. Thì cái người đó cái tay đó bây giờ tôi nghĩ rằng là thượng tá,
thượng tá hoặc là đại tá. Và đây là một người đặc biệt khôn ngoan. Đây là một người đặc biệt, nếu gọi là đối đầu đó, thì là người nguy hiểm. Tại vì ông ta được tuyển ở một cái đội ngũ tức là xuất sắc nhất của tỉnh Thanh Hóa, tức là một trong những người công an điều tra xuất sắc nhất của tỉnh Thanh Hóa. Với những cái đầu như vậy, chắc chắn là họ sẽ chiếm thế thượng phong đối với một người phụ nữ chân yếu tay mềm và hoàn toàn chưa bao giờ có kinh nghiệm đối đầu với những kẻ tàn bạo như vậy, những người tàn bạo và tàn bạo một cách sâu sắc, tàn bạo một cách khôn ngoan như vậy. Theo tôi được biết, cái người chịu trách nhiệm đó bây giờ là một trong những người phó giám thị đặc trách về nội chính, đặc trách về chính trị của cái trại tù, của tổng trại đó, tức là tổng trại 5. Lê Văn Sáu hay là Lê Sáu? Lê Sáu hay Lê Văn Sáu? Và tôi xin lặp lại cùng với các anh chị em là với những cái đầu như vậy, một khi ở trên thượng cấp, tức là trên trung ương chỉ xuống rằng làm đủ mọi thứ áp lực để cho cái người đàn bà này phải giơ tay đầu hàng, phải chịu chấp nhận cái chuyện là tống xuất, thì chắc chắn ngay khi nghe tin rằng mẹ nấm sẽ ra ngoài trại đó, là tôi hình dung chắc chắn là bà này, tức là cô này, mẹ nấm sẽ phải gật đầu. Thì ngày hôm nay, cái sự kiện mẹ nấm lên trên máy bay đi cùng mẹ mình và con mình để đến Hoa Kỳ. Chúng ta hãy trưởng thành. Mỗi người trong chúng ta hãy trưởng thành. Để chúng ta đón nhận những điều lăng mạ của đối phương. Đối phương nó sẽ tung ra những con người nửa người nửa ngượm nửa đười ươi để chúng nó nói rằng cái bọn này chúng nó đấu tranh là để cho chúng nó đi Mỹ, chúng nó đấu tranh để chúng nó đi Mỹ, và khi nó đi Mỹ rồi đó thì những đàn em của chúng nó là thê thảm ở Việt Nam, những người dân ở Việt Nam là thê thảm. Một số những trao đổi trên trang mạng truyền thông tự do, có một vị tăng sĩ đã chạy một cái cò măng như thế, và thú thực là tôi hết sức buồn, ngạc nhiên và buồn, là bởi vì cái tâm đạo nó ở đâu, nó ở cái niveau nào để một vị tăng sĩ lại có thể đưa ra được những lời than thân trách phận như vậy, tức là bảo nếu ai cũng đi thì ai là người đấu tranh cho đất nước. Nếu mà đấu tranh để vào trong tù, rồi từ trong tù để được đi Mỹ như vậy đó thì là một sự lừa dối, một cái tính cách nào đó gọi là lừa dối những anh em ở Việt Nam. Tôi cần thiết cảm thấy cần phải trình bày với các anh em rằng cái công việc đòi sự tự do cho đất nước, cái công việc đòi sự công bằng cho đất nước, đòi sự toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước, nó trên hết, trước hết và trên hết, nó phải được ý thức là công việc đó là công việc của mỗi người, công việc của từng người. Đừng khoán trắng cho người khác, và nhất nữa đừng khoán trắng cho một người phụ nữ có hai đứa con rất còn nhỏ và là người phụ nữ đơn thân. Chúng ta hãy lớn lên, chúng ta đừng trẻ con nữa. Chúng ta phải trưởng thành để chúng ta dẫn dắt những người khác, những người trẻ khác đứng vào đội ngũ chiến đấu. Và khi đứng vào đội ngũ chiến đấu là chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta chấp nhận kể cả cái giá phải lưu vong. Tôi nhấn mạnh một cái chuyện là kể cả cái giá phải lưu vong. Nói như vậy nghĩa là bản thân, ngay như bản thân đối với tôi, cái giá cao nhất, cái giá phải trả cao nhất không phải là cái chết, mà là lưu vong. Khi họ tống xuất tôi,
họ gỡ cái đôi giày, tức là khi mà họ bắt tôi là cả cái vali, trong cái vali nó có, bắt tôi là còn mang giày mà. Thì họ, cái đôi giày đó là nó đi theo tôi hầu hết các trại tù. Khi mà họ bắt tôi đó là cái đôi giày đó là họ đưa dao vào để họ cậy cái đế giày ra. Thì khi mà họ cậy cái đế giày ra thì nó rơi ra hai cái đầu đạn, hai cái đầu đạn AK, đầu đạn máu đã khô rồi. Đầu đạn đó là hai cái đầu đạn lấy ra từ xác của ông Hoàng Cơ Minh mà một số người ở trong tù còn giữ lại và trao cho tôi để tôi muốn tôi làm bằng chứng hai cái hạt đầu đạn đó. Khi tôi có cơ hội đối diện trước công luận của thế giới, công luận của quốc tế, tôi sẽ phải trình bày với đồng bào của tôi rằng ông Hoàng Cơ Minh ông chết rồi. Năm đó là năm 1998, trong khi ông Hoàng Cơ Minh đã chết từ năm 1987. Và cái tổ chức đó dẫn dắt sự lừa dối để cho hàng chục năm người dân tại hải ngoại cứ vẫn phải bị dẫn dắt vào sự lừa dối đó rằng cái người lãnh đạo của cái tổ chức đó đang lãnh đạo đất nước, đang lãnh đạo cuộc kháng chiến. Tổ chức đó, tôi là người đứng trong tổ chức đó. Tôi là người đã từng 6-7 năm làm việc toàn thời cho tổ chức đó, từ những khi tổ chức đó còn mỏng tanh. Nhưng không phải là vì mình đã tận lực hoạt động cho cái tổ chức đó 6-7 năm một cách toàn tâm toàn ý mà mình sẽ bảo vệ cái sự dối láo của họ khi mình phát hiện ra sự dối láo. Đó không phải là con người của tôi. Vì thế tôi muốn rằng hai cái đầu đạn đó tôi sẽ đem ra được hải ngoại. Khi vì lý do nào đó mà tôi được trả tự do, thì khi mà họ cậy cái đế ra đấy thì họ rất là ngạc nhiên có hai cái đầu đạn. Và họ hỏi cái này làm cái gì, tức là tất cả cái thái độ của họ, họ sững sờ hết. Dĩ nhiên tôi nói là cái chuyện đùa, chuyện tôi để đó xem cái thử các ông có điều tra ra được không, có biết được chuyện đó hay không, trong tù mà tôi giữ được đầu đạn. Thì những người của tòa đại sứ khi thấy tôi bước chân lên xe của tòa đại sứ Pháp là đôi giày là không có đế. Đôi giày mà không có đế nghĩa là sao, đi rất là khó chịu các anh, tại vì gần như là gan bàn chân của mình nó đụng với đất, đụng với đá. Nhưng mà gọi là cái tư cách của mình, một tư cách tối thiểu, tôi không thể nào đi chân đất lên cái xe của đại sứ cả, của đại sứ Pháp cả. Trong hoàn cảnh nào đi nữa mình vẫn phải giữ cái tư thế của mình, giữ cái tư cách của mình. Thì lúc đó là cái bà, một bà tham vụ, đệ nhất tham vụ của tòa đại sứ Pháp lúc bây giờ, thì bà có hỏi mấy người kia là tại sao lại lột đế giày của ông ta ra như vậy. Chúng tôi có thể đưa một đôi giày khác cho ông ta, tức là cho tôi nữa. Và thậm chí là chúng tôi sẽ mua ngay khi chúng tôi có thể mua được. Nhớ lại cái sự trao đổi đó thật sự là hết sức xúc động khi mình nhìn thấy chính những người không phải là mang chung dòng máu với mình mà họ trân trọng, họ lo lắng cho mình. Trong khi chúng ta là những người Việt Nam với nhau, chúng ta nhìn nhau nó thù hận, nó khủng khiếp đến không diễn tả nổi, không thể tưởng tượng nổi. Thì những người lãnh đạo ở đó, trong cái trại tù đó mà ở Trung ương gửi về đi theo đó, thì họ nói là ông này không thể cho ông đi giày hay đi dép bình thường đâu, bởi vì sổng ra là ông sẽ chạy. Ông sẽ chạy mất, ông rời khỏi xe, ông chạy mất, ông lao ra khỏi xe, chạy mất. Thì khi mà cái xe đó từ Thanh Hóa đi qua Ninh Bình
và vào địa phận Nam Định là cái địa phận quê mẹ của tôi. Thì tôi có xin được xe dừng lại, tức là tôi xin với bà đệ nhất tham vụ là dừng xe lại để cho tôi được được đi chung quanh xe thôi, đi một vòng chung quanh xe thôi. Thì bà ấy dừng xe lại thì lập tức hai xe áp giải là họ sổ súng ra ngay. Họ áp giải lại, họ sổ súng ra ngay và họ lập đi lập lại với những người trách nhiệm của cái xe tòa đại sứ là tuyệt đối không để ông Thành bước ra khỏi xe. Bởi vì nếu ông bước ra là ông sẽ biến mất. Nhắc lại với các anh chị em chuyện đó để chúng ta thấy, thứ nhất là chúng ta trân trọng những người ở nước ngoài. Lúc đó là tôi nhìn thấy như là một giọt nước mắt nó đọng trong mắt của hai ba người trên xe. Tại lúc bấy giờ tôi nói rằng đây là đất đã sinh mẹ tôi ra. Mẹ tôi sinh ra ở đất này. Và từ khi tôi sanh ra chưa bao giờ tôi được đi trên đất, vùng đất của cái quê của mẹ tôi. À, là quê ngoại. Cho nên tôi chỉ ước là xe đi từ đây tới Hà Nội thì cho tôi xuống xe, tôi đi một vòng thôi trên đất của mẹ tôi đã sinh ra, đất Nam Định. Nhưng tôi đã không đạt được cái ước mơ đó. Sau đó thì nó có một cái sự kiện khác là cái bà đệ nhất tham vụ đó, bà đã chỉ cho cái xe đâm sầm vào trong một cái ngôi đình, cái ngôi miếu, ngôi đình. Và khi những người công an bao vây lại thì bà ấy lôi đồ ăn ra, bà ấy lôi bánh mì, lôi một cái chiếu nhỏ ra. Bà kêu giờ này là giờ ăn của chúng tôi và chúng tôi không thể ăn trên xe được. Và bà ấy, kể cả những người kia cản như thế nào thì cản, bà ấy kéo cái chiếu ra đem đồ ăn và bà ấy mời tôi ngồi xuống. Ngồi tức là phải đi ra khỏi xe. Thì khi đi ra khỏi xe đấy, thì tôi cố tình tôi đi chung quanh một vòng của cái xe đó. Thì bà là người đi sát cạnh bên tôi. Bà sợ là những người kia làm bậy, bởi vì lúc đó là súng đã có 2-3 cây súng là đã kéo đạn lên, tức là đạn nên đã gọi là lên nòng. Bà đi sát bên cạnh tôi. Một người đàn bà Pháp đệ nhất tham vụ cầm tay một người tù Việt Nam đi chung quanh một cái xe để cho cái ước mơ của tôi nó hình thành được. Nhắc lại với nhau những cái chuyện như vậy để chia sẻ với các anh chị em rằng cái trại tù số 5 là trại tù tôi biết rành rẽ. Tôi hiểu được tầm vóc nguy hiểm của từng người cán bộ ở đó, của từng người giám thị ở đó. Và như tôi đã trình bày với các anh chị em là trước đây khoảng hơn một tháng tôi đã nói rằng trường hợp của mẹ Nấm sẽ phải đi Hoa Kỳ, sẽ phải rời khỏi nước, bởi vì sẽ không thể nào chịu được, không thể nào chịu đựng được cái sự tàn khốc mà những người cộng sản nó ép, nó đè lên đầu, lên đời sống của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Khi ở trong các trại miền Nam, chúng ta có những người tù hình sự thương mến chúng ta, bảo vệ chúng ta, thì nó là một cái động lực để cho chúng ta thấy không gian của chúng ta đang sống, nó là không gian của chúng ta. Khi chúng ta còn nhìn thấy được con của chúng ta vỗ về, vuốt tóc nó mỗi một tháng một lần, những đứa con thơ của chúng ta, thì chúng ta có thể chịu đựng được 4-5 năm để chờ một ngày mà với sức ép của thế giới, với sự tỉnh ngộ của người dân, công cuộc chiến đấu để giành sự tự do cho dân tộc nó thành công, thì có thể chịu đựng được cái người tù đó, có thể chịu đựng người phụ nữ đó, có thể chịu đựng được 4 năm hay 5 năm. Nhưng trong cái hoàn cảnh ra tới ngoài trại đùm đùn, ra tới ngoài trại năm như vậy, việc mẹ Nấm chịu đựng được khoảng gần 1 năm đối với tôi nó đã là quá sức rồi. Bởi vì cái trại đó tôi rất mong muốn rằng sẽ không có những anh chị em nào sẽ phải tiếp tục vào cái trại
khủng khiếp đó. Bởi vì trại đó nước, nguồn nước rất hiếm. Nguồn nước là thứ nhất là hiếm, và thứ hai là bị ô nhiễm. Ô nhiễm bởi vì nó là một cái trại tù quá lâu rồi. Cái trại mà giam nữ tù bây giờ đó, tức là nó gọi là K4, K4, là họ xây dựng cái trại đó trên một cái bãi trâu, một cái chuồng trâu. Trại đó có một thời kỳ họ nuôi cả hàng ngàn con trâu, mà không phải là một năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Nó cái trại trâu, trại nuôi trâu. Thì cái khu vực đó là khu vực của cái trại trâu. Mà các cái trại trâu thì các anh chị em biết là nó sẽ dơ bẩn như thế nào. Nó nước tiểu và phân trâu 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm. Lưu cữu nó ngấm xuống dưới cái mạch đất đó. Và cái trại tư đó, cái phân trại tư, cái ca tư đó là cái trại chính. Chúng tôi là những người đập đá để xây cái trại đó. Chúng tôi là những người tù phải đập đá và đá đập nhỏ đó để xây mái bằng, đổ bê tông nền và đổ bê tông mái bằng cho cái trại tù, cái phân trại 4 đó, phân trại nữ đó. Lập lại với các anh chị em, cái phân trại đó là phân trại xây dựng trong cái vùng gọi là trại trâu, cả hàng ngàn con trâu trong cái trại đó. Và một cái trại trâu hàng ngàn con đó không phải 1 năm, 2 năm hay 10 năm, mà là khoảng 30 năm. Vì thế, mong rằng sẽ không có những anh chị em tiếp tục phải vào cái trại khốn khổ đó. Vâng, thưa các anh chị em, ngày hôm nay chúng ta trao đổi với nhau như vậy để mong rằng mỗi người trong chúng ta sẽ tỉnh táo hơn. Mỗi người trong chúng ta sẽ lớn hơn để đón nhận một người đồng đội của chúng ta đã có được một sự tự do. Sự tự do đó mang theo nhiều nỗi đau đớn. Và cái giá cao nhất của một người yêu nước đó là phải lưu vong. Chúng tôi coi cái chuyện chúng tôi ngày hôm nay đang phải lưu vong là một sự lưu đày. Xin kính chào các anh chị em.